Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến từ tin tức 24 giờ TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình. Trong bản tin thời sự nóng nhất 24 giờ hôm nay, một quý vị đến với tin chính sau đây. Mỹ không ngại trong giận Trung Quốc tăng cường hỗ trợ Đài Loan. Mỹ kết án giáo sư Trung Quốc 18 tháng tù vì tội làm giá điệp. Ngoại trưởng Mỹ muốn đóng cửa các viện khổng tử Trung Quốc. Mỹ không tham gia sáng kiến toàn cầu phát triển vaccine ngừa COVID-19. Thế giới có 25,8 triệu ca mắc, gần 860.000 người tử vong. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mỹ không ngại chọc giận Trung Quốc tăng cường hỗ trợ Đài Loan. Mỹ vừa giải mật một số tài liệu trình bày chi tiết 6 đảm bảo an ninh từ thời cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan dành cho Đài Loan cam kết đối thoại kinh tế mới với Đài Bắc, động thái cho thấy Washington đang tăng cường hỗ trợ hòn đảo này trước sức ép ngày càng tăng từ Bắc Kinh. Các hồ sơ giải mật được đánh giá là có thể giúp minh bạch hóa cũng như là tái khẳng định cam kết lịch sử của Washington đối với vấn đề Đài Loan trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc Bắc Kinh sẽ mạnh tay hơn đối với hòn đảo này. Cơ quan đại diện của Mỹ tại Đài Loan công bố cam kết được gọi là 6 bảo đảm, được đề cập trong các bức điện mật được gửi tới Đài Bắc dưới thời Tổng thống Ronald Reagan các bước điện trên cung cấp phần diễn giải từ phía Mỹ đối với thông cáo chung Mỹ Trung ngày 17 tháng 8 năm 1982. Theo đó, Mỹ công nhận Bắc Kinh là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, nhưng tuyên bố người dân Mỹ sẽ duy trì hợp tác văn hóa, thương mại và những quan hệ không chính thức khác cùng người dân Đài Loan. Mặc dù Mỹ thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc và không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Washington bị ràng buộc luật pháp để giúp Đài Loan tự vệ và là nhà cung cấp vũ khí chính của họ trong số những đảm bảo được đưa ra vào năm 1982 có những tuyên bố rằng Mỹ chưa ấn định ngày chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan cũng như chưa đồng ý tham vấn trước với Bắc Kinh về việc mua bán này bất cứ thay đổi lớn nào trong hành động của Trung Quốc theo hướng thù địch hơn đối với Đài Loan sẽ vô hiệu hóa bất cứ đồng thuận nào của chúng ta đạt được cùng Bắc Kinh về việc bán vũ khí cho Đài Loan trong tương lai một tài liệu được giải mật viết theo Nikkei Asian Review Việc Mỹ công bố các tài liệu trên có thể báo hiệu rằng cơ quốc số 1 thế giới sẽ tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan. Qua chức ngoại giao hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ về Đông Á, ông David Stewart cho biết, các động thái mới nhất của Mỹ không phải là một sự thay đổi chính sách, mà là một phần điều chỉnh đáng kể chính sách một Trung Quốc lâu đời của Washington. Washington cảm thấy buộc phải thực hiện những điều này vì mối đe dọa ngày càng tăng do Bắc Kinh gây ra đối với hòa bình và ổn định ở một khu vực cực kỳ quan trọng và việc Bắc Kinh nỗ lực cô lập Đài Loan về mặt ngoại giao và đe dọa quân sự. Ông Stilwell cũng nhấn mạnh rằng đối thoại kinh tế mới giữa Mỹ, Đài Loan sẽ khám phá toàn bộ khía cạnh mối quan hệ kinh tế của chúng tôi, bao gồm cho bán dẫn, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và hơn thế nữa với công việc là cốt lõi. Những thông tin trên được đưa ra giữa bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng các mối đe dọa đối với Đài Loan và quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh chạm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện coi việc tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan là ưu tiên hàng đầu, đồng thời thúc đẩy việc bán vũ khí và thiết bị cho hòn đảo này. Mỹ kết đán giáo sư Trung Quốc 18 tháng tù vì tội làm gián điệp một giáo sư Trung Quốc đã bị kê đán 18 tháng tù tại Mỹ sau khi nhận tội đánh cắp bí mật thương mại và gián điệp kinh tế. Hao Zhang bị buộc tội từ năm 2015 trong chiến dịch truy bắt các đối tượng người Trung Quốc có hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ Chiến dịch bắt đầu từ thời cựu Tổng thống Barack Obama, tiếp tục kéo dài tới thời Tổng thống Donald Trump, với mục tiêu hướng đến là các nhà khoa học và học giả Trung Quốc đang thực hiện công tác nghiên cứu tại Mỹ. Zhang, 41 tuổi, giáo sư tại Đại học Thiên Tân Trung Quốc, đã thông đồng với một đồng nghiệp tại Đại học Nam California để đánh cắp và bán các bí mật của Mỹ do chính phủ và quân đội Trung Quốc. Zhang bị bắt giữ hồi tháng 5 năm 2015 khi ông đáp chuyến bay từ Trung Quốc tới Los Angeles, Mỹ để dự hội nghị. Theo bản án ban đầu của tòa, Zhang đối mặt với mức án 15 năm tù vì hành vi gián điệp kinh tế, 10 năm tù vì hành vi đánh cắp bí mật thương mại. Các công tố viên cho biết Zhang đã đánh cắp bí mật từ hai công ty tại Mỹ gồm Skyworks Solution có trụ sở tại Goburn, Massachusetts và Avago Technologies có trụ sở tại San Jose, California. Cả hai công ty này đều phát triển công nghệ được sử dụng trong các hệ thống quân sự. Jiang bị cáo buộc đánh cắp các mã nguồn và thiết kế các máy móc để lọc những tín hiệu không mong muốn trong điện thoại di động. Tại phiên xét xử ngày 31 tháng 8, thẩm phán Edwards Davila yêu cầu Jiang trả 477.000 đô để bồi thường cho hai nạn nhân là hai công ty công nghệ và đề nghị đưa giáo sư này tới một nhà tù ở bang California. Trong thời gian lấy bằng tiến sĩ về kỹ sư điện tại Đại học Nam California, Jiang đã gặp Way Pang Tại đây, cả hai đã nghiên cứu về công nghệ âm thanh để hạn chế tình trạng can thiệp trong điện thoại di động và làm cho thiết bị này trở nên an toàn hơn. Sau khi tốt nghiệp năm 2006, Zhang nhận một công việc ở Skyworks, trong khi Pang được nhận và làm ở AvaGo. Sau khi cả hai người trở về Trung Quốc và trở thành giáo sư tại Đại học Thiên Tân, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc về công nghệ, họ bắt đầu mổ xẻ các bí mật đã đánh cắp được. Zhang và Pang sau đó tìm cách lấy bằng sáng chế tại Mỹ và Trung Quốc trước khi bán công nghệ cho chính phủ và quân đội Trung Quốc thông qua một công ty ma ở quần đảo Cayman. Hao Yang không phải nhà nghiên cứu hoặc nhà khoa học đầu tiên của Trung Quốc bị cáo buộc có hành vi đánh cắp bí mật của Mỹ trong năm nay. Các nhà chức trách Mỹ ngày 25 tháng 8 đã bắt giữ công dân Trung Quốc Hai Zhouhu, nhà nghiên cứu tại Đại học Virginia với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại và xâm nhập máy tính khi chưa được phép. Hồi tháng 7, Li Chen, công dân Trung Quốc 47 tuổi từng sống ở thành phố Dublin của Mỹ, đã nhận tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và lừa đảo trong thời gian làm việc với vai trò nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Quốc gia Mỹ. Tiến sĩ Quynh Wong, nhà nghiên cứu gốc Trung Quốc, làm việc tại Bệnh viện Cleveland Clinic ở Mỹ, hồi tháng 5 bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ bắt giữ với cáo buộc gian lận 3,6 triệu đô tiền trợ cấp liên bang. Hồi tháng 2, Hou Jin Tan, 36 tuổi, người mang quốc tịch Trung Quốc và là thường trú nhân ở Mỹ, đã bị một tòa ở Mỹ kết án 2 năm tù vì đánh cắp công nghệ pin thế hệ mới từ công ty dầu khí mà người này từng làm việc. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Ngoại trưởng Mỹ muốn đóng cửa các viện khổng tử Trung Quốc. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với mong muốn tất cả viện khổng tử đặt tại các trường đại học ở Mỹ sẽ bị đóng cửa trước cuối năm nay. Tôi nghĩ mọi người đều nhìn thấy những rủi ro liên quan đến chúng. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với kênh Fox Business Network hôm ngày 1 tháng 9, cáo buộc các vị khổng tử do chính phủ Trung Quốc tài trợ đang tuyển dụng các gián điệp và cộng tác viên tại các trường đại học Mỹ. Tôi thấy các trường đều thấy điều đó và tôi hy vọng chúng tôi sẽ đóng cửa tất cả các viện này trước cuối năm nay, ông Pompeo tuyên bố. Ngoại trưởng Pompeo hồi tháng trước cáo buộc các vị khổng tử tại Mỹ là thực thể thúc đẩy hoạt động tuyên truyền và tầm ảnh hưởng thâm hiểm toàn cầu của Bắc Kinh. Ông Pompeo yêu cầu các viện khổng tử phải đăng ký như phái bộ nước ngoài. Theo đạo luật phái bộ nước ngoài năm 1982, các cơ sở này sẽ phải báo cáo chi tiết về nhân sự và tài sản tại Mỹ. David Stewart, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Đông Á nói rằng hàng chục viện khổng tử đặt tại các trường đại học ở Mỹ có thể không bị loại bỏ. Tuy nhiên, các trường đại học phải chú ý kỹ lưỡng tới hoạt động của các viện này. Viện khổng tử là tổ chức do Bộ Giáo dục Trung Quốc cấp ngân sách có khoảng 75 viện khổng tử đang hoạt động tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, Mỹ còn có khoảng 500 lớp học Khổng tử từ cấp mẫu giáo tới trung học. Chuyển sang tin tiếp theo, Bắc Kinh cho biết mục tiêu của các việc Khổng tử nhằm quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc ra nước ngoài. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ và các quan chức Mỹ cảnh báo việc Khổng tử có thể đang hoạt động như những trung tâm tuyên truyền của Trung Quốc nhằm gia tăng sức mạnh mềm của Bắc Kinh tại nước ngoài. Nhiều trường đại học Mỹ đã đóng cửa việc Khổng tử hoặc dừng các chương trình viện dẫn các mối quan ngại nêu trên. Trong khi đó, Giám đốc điều hành việc khổng tử tại Mỹ Gao Qing nói rằng vì ông sẵn sàng hợp tác với Bộ Ngoại giao Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 14 tháng 8 cảnh báo Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa sau khi chính quyền Mỹ xếp các việc khổng tử là phái bộ nước ngoài. Ông Triệu yêu cầu Mỹ từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, ngừng chính trị hóa, can thiệp hoạt động trao đổi văn hóa giữa hai nước. Chuyển sang tin tiếp theo, Mỹ không tham gia sáng kiến toàn cầu phát triển vaccine ngừa COVID-19. Nhà Trắng cho biết Mỹ không tham gia nỗ lực toàn cầu do WHO đứng đầu nhằm phát triển, sản xuất, phân phối vaccine ngừa COVID-19. Hiện tại hầu hết quốc gia trên thế giới đang tham gia cuộc đàm phán ban đầu về dự án chung có tên gọi là COVAX với sự tham gia của WHO, Liên minh châu Âu, Đức, Nhật Bản và một số tổ chức phi chính phủ lớn. Dự án được WHO công bố vào đầu năm nay phân phối một loại vaccine cuối cùng ngừa COVID-19 cho các nước trên thế giới dựa trên số lượng dân cư có nguy cơ cao nhiễm bệnh ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết Mỹ không nằm trong số các quốc gia đó. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Nhà Trắng Jude Tree cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, quá trình nghiên cứu phát triển thử nghiệm vaccine liệu pháp đạt đến tiến bộ với tốc độ chưa từng có để cung cấp các loại thuốc chữa trị hiệu quả dựa trên dữ liệu khoa học và an toàn. Mỹ tiếp tục can dự với các đối tác quốc tế để đánh bại loại virus nguy hiểm này. Nhưng Washington sẽ không chấp nhận hạn chế bởi sáng kiến đa phương vốn chịu ảnh hưởng của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc. Quyết định của chính quyền tổng thống Donald Trump nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ các chuyên gia y tế công cộng, cho rằng điều đó thể hiện một cái nhìn phiến diện về những gì nên là nỗ lực toàn cầu để kiểm soát đại dịch. Bà Andrea Fasding, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Viện Tài chính Y tế nhấn mạnh, từ quan điểm sức khỏe toàn cầu, đó là một quyết định rất thiếu khôn ngoan. Dư luận cũng cho rằng động thái này thể hiện canh bạc của chính quyền tổng thống Donald Trump Quyết định có thể khiến nước Mỹ bị bỏ lại phía sau nếu ứng cử viên vaccine ngừa COVID-19 khả thi đầu tiên được phát triển bởi một quốc gia khác. Tiếp theo là tình hình dịch bệnh trên thế giới. Có 25,8 triệu ca mắc trên toàn thế giới, gần 860.000 người tử vong. Thưa quý vị, Mỹ ghi nhận thêm hơn 39.500 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tại quốc gia này bị nhiễm bệnh hơn 6,2 trường hợp, hơn 188.800 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm hơn 1.000 người chết vì dịch bệnh này. Cựu giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Scott Gosliev nhận định với CNBC rằng cơ quan y tế công cộng này không thể thông qua khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 trước cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ hai thế giới với hơn 40.000 trường hợp, hơn 1.000 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này vượt con số 3,9 triệu với hơn 122.500 ca tử vong. Cũng tại Mỹ Latin, Chile ghi nhận hơn 1.400 ca mắc, 32 ca tử vong trong một ngày, nâng tổng số ca lên hơn 413.000 với số ca tử vong hơn 11.300 ca. Quốc gia này hiện là ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 11 thế giới. Trong khi đó, Mexico là ổ dịch lớn thứ 8 trên thế giới, hơn 3.700 ca mắc mới, 256 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây cũng là nước có số ca tử vong cao thứ hai Mỹ Latin chỉ sau Brazil với hơn 64.400 trường hợp. Peru vừa qua Nam Phi trở thành quốc gia có số ca mắc nhiều thứ năm thế giới sau khi ghi nhận thêm hơn 5.000 ca mắc mới, 124 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tổng số ca mắc ở quốc gia này đó là hơn 657.000 trường hợp và hơn 29.000 ca tử vong. Trong một ngày, Nga ghi nhận hơn 4.700 ca mắc mới, nâng tổng số ca vượt mức 1 triệu với hơn 17.200 người chết vì dịch bệnh sau khi có thêm 123 ca tử vong. Ngày 31 tháng 8, người đứng đầu Bộ Y tế Nga Mikhail Burasko thông báo lô vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V đầu tiên được phân phối vào tháng 9. 40.000 người sẽ được tiêm vaccine và là một phần trong nhóm được quan sát về tính hiệu quả, an toàn của phương pháp điều trị này. Italia, nơi từng là tâm dịch châu Âu, có 978 ca mắc mới, 8 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, trong khi đó, trong 24 giờ qua, được ghi nhận tới hơn 1.000 ca mắc mới, 10 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 19, 20 trong số các nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới. Sự gia tăng số ca mắc trong ngày ở Pháp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 4.900 ca mắc mới, 26 trường hợp tử vong. Với tổng số ca mắc 268.000, tổng số ca tử vong hơn 30.600. Pháp đã vượt Đức và đứng thứ 17 về số ca mắc COVID-19 trên thế giới. Giám đốc khu vực châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Klux nhận định rằng châu Âu có thể sống chung với dịch COVID-19 mà không cần vaccine bằng cách thực hiện phong tỏa các khu vực bùng phát dịch bệnh. Ngày chúng ta đánh bại được đại dịch này, không cần là ngày có vaccine, đó là khi chúng ta sống chung với nó và có thể là ngày mai. Ông Hans Klux cho hay. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất thế giới với hơn 78.100 trường hợp. Quốc gia này hiện vượt mốc 3,7 triệu trường hợp mắc bệnh với là ổ dịch lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil. Ấn Độ có 66.400 ca tử vong vì COVID-19 sau khi ghi nhận 1.025 người tử vong trong 24 giờ qua. Cũng trong 24 giờ qua, Nam Phi ghi nhận hơn 1.200 ca mắc mới, 128 trường hợp ca tử vong. Hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 6 thế giới với hơn 628.000 ca. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nhật Bản ghi nhận 527 trường hợp mắc mới trong một ngày, nâng tổng số ca tại nước này lên hơn 68.300 ca với 1.200 ca tử vong. Philippines chứng kiến số ca mắc tăng cao với hơn 3.400 ca mắc trong 24 giờ qua, 39 ca tử vong. Tổng số ca COVID-19 tại Philippines hơn 224.000 với hơn 3.500 ca tử vong. Sau khi chứng kiến số ca mắc trong ngày ở mức 3 con số, Australia tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch, Đến nay, nước này ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ qua ở mức hai con số với 73 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này hơn 25.800 ca, trong đó 657 ca tử vong. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Anh hôm ngày 1 tháng 9, các bệnh nhân mắc COVID-19 cần chờ một tháng trước khi xét nghiệm để xem liệu cơ thể họ đã hết virus SARS-CoV-2 hay chưa, và cứ năm kết quả xét nghiệm dương tính có một kết quả có thể là giả. Chỉ trong vòng một ngày, cả thế giới ghi nhận 251.800 ca mắc COVID-19 mới và hơn 5.500 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, tổng số ca mắc là hơn 25,8 triệu trường hợp, trong số đó có hơn 859.900 ca tử vong. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!